7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt xấp xỉ 1,85 tỷ đô la Mỹ, trong tổng giá trị xuất khẩu rau quả hiện nay chiếm phần lớn là trái cây. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, rau quả vẫn đang là một trong những mặt hàng nông sản có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu rau quả trong 6 tháng đầu năm nay đã gần bằng tổng giá trị xuất khẩu của năm 2015. Trong số 23 thị trường xuất khẩu chủ yếu nhóm hàng rau quả của Việt Nam, thì Trung Quốc đứng đầu về kim ngạch, chiếm 74,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả các loại của Việt Nam tăng 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2016. Với đà tăng trưởng xuất khẩu như trên, xuất khẩu rau quả cả năm nay được dự báo có thể lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ.